Mua pin dự phòng an toàn nhất thế giới, bảo hành cháy nổ, đến chơihay.vn. Mua tai nghe Xiaomi chỉ hơn 129.000, vô địch tầm giá, đến chơihay.vn. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Cộng Review. Và trên tay mình đang là chiếc Realme X2 Pro. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ tiến hành test hiệu năng ở trên sản phẩm này. Và cụ thể trong video ngày hôm nay mình test đó chính là hai tựa game League Mobile và PUBG Mobile. Về cấu hình ấy, thì hiện tại chiếc Realme X2 Pro này nó đang được trang bị con chip mạnh mẽ nhất đến từ Qualcomm, đó chính là Snapdragon 855 Plus, đi kèm với dụng RAM có phiên bản thấp nhất là 6GB, với trong từ 64 cho tới là 256GB. Và cái chuẩn bộ nhớ trong ấy, đối phiên bản từ RAM 8GB trở lên thì nó sẽ là UFS 3.0, và kết hợp với cái màn hình có tần số quét là 90Hz để xem là hiệu năng của chiếc Realme X2 Pro này nó đem lại chúng ta khả năng chơi game League Mobile hay là PUBG Mobile nó sẽ như thế nào nhé. Và nếu như bạn nào muốn tham khảo chiếc Realme X2 Pro này thì link chi tiết mình sẽ để bên dưới phần mô tả. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem cái điểm số AnTuTu của chiếc Realme X2 này nó đạt được chúng ta là 450.000 điểm, điểm CPU đạt được là 137.000 này, và điểm GPU của nó thì đạt được là 180.000. Chuẩn UFS của cái phiên bản chiếc máy mình đang test là UFS 3.0, tức nghĩa là chiếc máy này nó có dung RAM là 8GB. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào game và trải nghiệm nhé. Ok, mình đã vào bên trong cái tựa game PUBG Mobile này. Hiện tại này các bạn có thể để ý là cái thời lượng dung lượng pin này hiện tại nó đang là 58%. Bây giờ thì mình sẽ chơi kết hợp cả hai tựa game Liên Quân và PUBG và để xem là nó trong quá trình mình chơi game ấy, thời gian hiện tại là 21:02 này, 21:02 nhá, 9 giờ tối này, và để xem là chơi hai tựa game này thì nó sẽ tụt đi chúng ta là bao nhiêu phần trăm pin. Đầu tiên thì mình sẽ vào phần cài đặt đồ họa. Đây thì chiếc máy này nó có thể đạt được mức đồ họa cao nhất là HDR Ultra thì chưa chiếc máy nào đạt được rồi. Và tốc độ khung hình ý, nó có thể bật đến cực độ, tức nghĩa là các bạn có thể kích hoạt tốc độ khung hình là 60fps ở cái độ phân đồ họa là HDR ở trên con chip Snapdragon 855 Plus. Và trên con chip này thì chiếc máy nào mà chạy cũng có thể kích hoạt được cái cấu hình cao nhất ở trên cái tựa game PUBG này. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào một trận nhá. Ok, mình bắt đầu bay, và bây giờ thì mình sẽ nhảy xuống khu vực nào đây. Không để mời các bạn kia nhảy cùng nào. Thôi được rồi, cho các bạn ấy tự nhảy đi. Nói chung là mình test cho các bạn biết tham khảo thôi, chứ còn thực ra là con chip Snapdragon 855 Plus đối với tựa game PUBG Mobile này thì thực sự là không thể nào làm khó nó được. Nó chơi rất là mượt. Các bạn có thể kích hoạt được HDR ở tốc độ khung hình lên cực độ là 60fps. Hiện tại thì cái tựa game này nó đang bị khóa ở 60fps, vậy nên là nó không thể tận dụng được những cái tốc độ màn hình có tốc độ làm tươi cao, ví dụ như 90Hz ở trên con chip này, ở trên chiếc máy này, hoặc là 120Hz ở trên con chip ở trên chiếc LG Phone 2 thì nó vẫn chỉ chơi được ở mức là 60fps thôi. Nhảy fail thật sự các bạn ạ. Nhảy xuống cáng mà lại đi lút ở đây. Bot này. Mấy con bot thôi mà. Đông vậy, tự dưng đến đông vậy. Ok.
Tự dưng bót đến nhiều thế. Mấy bạn này buồn cười thật, nhặt hết đạn luôn. Trả chưa lại cho mình viên đạn xanh nào. Cái gì vậy? Đi thôi. Tự dưng bot nó quay đến rất là đông luôn. UMP ở trên bản update mới này đã dùng sang đạn 9 rồi. Đạn 45 rồi. Bực nhà không có khẩu AR nào. Rồi cái xác rồi ở đây. Toàn thấy mini 14. Ok, mình vừa chơi được tầm khoảng vào đấy là 10 giờ à 9 giờ không ai đâu. Bây giờ là 9 giờ 12 thì khoảng 10 phút rồi. Thì nó tụt cho mình từ 58% xuống còn 54% pin. Và nhiệt độ thì mình thấy nó cũng hơi ấm ấm lên một chút. Ấm ở khu vực này, khu vực camera này. Đó là chơi PUBG. Đi. Đi thôi. Nói chung là trải nghiệm đồ họa, kể cả là có đang di xe này, mình có di chuyển thì nó vẫn rất là mượt và không tạo cho mình cảm giác bị drop khung hình. Ông kia có đi không? Lag à? Và chiếc máy này nó còn hỗ trợ luôn chúng ta cả loa kép stereo ấy, nên là nghe rất là sướng luôn. Tự dưng bắn nhau nhiều thế.
toàn bot thôi. Mình bán khẩu AKM vậy. Hết chưa? Hết rồi đấy. Ok, và thực sự là trải nghiệm với tựa game PUBG Mobile này thì không có điều gì phàn nàn cả. Và mình chơi tầm khoảng 10 phút thì nó tụt chúng ta là 4% pin. Như vậy là cũng ok rồi. Bây giờ thì mình sẽ chuyển sang với tựa game Lego Mobile nhá. Ok, mình đã chuyển sang cái tựa game Lego Mobile. Thực ra thì vừa kết thúc cái test cái tựa game PUBG Mobile thì mình có chơi thêm một lúc nữa. Thì nó từ lúc 9 giờ cho tới 21:35 rơi vào tầm khoảng 30 phút đi. Thì chơi xong một trận PUBG nó tụt từ 58% xuống 45% pin. 30 phút mà nó tụt chúng ta là 13%. Đó. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau vào cái tựa game Lego Mobile nhá. Thực ra thì tựa game Lego Mobile này thì chắc chắn là không thể nào mà làm khó được cái chiếc con chip Snapdragon 855 Plus ở trên sản phẩm này. Đây, các bạn có thể bật được max setting. Đó. Ok, bây giờ thì mình sẽ vào đấu một trận nào. Ok, mình đã vào bên trong trận. Bây giờ thì mình sẽ đi đường mid, đường giữa. Đây mình sẽ bật cái hiệu ứng sương mù lên, mở hiệu ứng mây mù lên. Đó, mình sẽ mở hết tất cả. Mình chỉ muốn test cái tựa game liên quân với PUBG cùng một lúc và thử chơi trong một lúc xem là chơi trong vòng một tiếng xem là cái thời lượng sử dụng pin nó tụt như thế nào thôi. Chứ còn hiệu năng chơi game của 855 Plus thì các bạn biết rồi đấy. Cấu máu mình vậy. Ui căng vậy. Đang phải hồi máu. Bực thế nhở. Cấu máu kinh thế nhở. Chết rồi. Nó có rừng nó đi qua đây không dám manh động. Ui chết cha. Chết rồi. Team mình chưa gì chết nhanh vậy. Mình vừa mạng đầu luôn. Ô, con này nó cấu đau thế nhở. Ui chết cha. Con này biết đánh Natalie đấy. Mình về hồi máu cái đã. Độ sáng màn hình của trên máy này nó rất là cao. Đó, mình tăng max sáng lên các bạn sẽ không đến max sáng đâu. Nếu mà tăng max sáng quá thì màn nó lại chói. Viper Venom.
cay quá, đến là câu máu. Bực thế nhở? Chết cha rồi. Bị quy len nó ra nó công. Trời ơi. Bạn Natalie này biết chơi đấy. Tim mình thọt rồi. 0-5 như này đánh cái gì? Để dừng bạn ấy đi farm như kia. Mày đấy, hay. Đúng rồi. Bắt lên nó không bắt được à? Hai. Mình chưa lên được cái đồ chính luôn. Sao bị nó đẩy hết đường như kia? Chết cha rồi, không ăn được ba. Hiện tại là mình chơi được 40 phút rồi. Chơi game được 40 phút, tính thời gian thực mình chơi ấy, thì nó tụt từ 58 xuống còn là 42%. Sau 42 phút tụt là 16% pin. Một thời lượng sử dụng pin mà lúc chơi game cũng khá là ok đúng không các bạn? Ui, chết cha. Nói chung là team mình nát rồi. Ok, mình test cái tựa game PUBG mình liên quân ở trên sản phẩm này đến như vậy thôi. Và thực sự là mình vừa test cả pin luôn ấy. Thì thời gian mình chơi được khoảng là 40, hơn 40 phút. Thực tế mình chơi ấy, mình chơi xong trận PUBG này, chuyển sang liên quân này, thì nó tụt từ 58 xuống 41%. Như vậy là pin quá là trâu rồi để các bạn có thể chơi game.
Ok, và trải nghiệm game ở trên cái sản phẩm này thì chắc chắn không làm các bạn thất vọng rồi. Mọi tựa game các bạn có thể cân được tất, những cái tựa game nặng, các thứ đều cân được tất. Ok, các bạn nghĩ sao về hiệu năng của chiếc Realme X2 Pro với con chip Snapdragon 855 Plus thì xin mời hãy để lại ý kiến dưới phần comment. Rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.